lại với kênh tiếng Anh này. Buổi trước thì mình đã học về present simple structure, tức là cấu trúc của thì hiện tại đơn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về cái cách sử dụng của cái thì hiện tại đơn này. Ok, mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Như mình đã nói thì tiếp nối buổi học hôm trước thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng của thì hiện tại đơn, tức là the usage of present simple. Ok, mình sẽ bắt đầu bài luôn nhé. Đầu tiên vẫn là thì hiện tại đơn với normal verbs. Các bạn có nhớ câu này có nghĩa là gì không ạ? Tức là thì hiện tại đơn với các động từ thường, đúng không ạ? Và đầu tiên, cái cách sử dụng đầu tiên, tức là để miêu tả cái habit của chúng ta, tức là cái thói quen, đúng không ạ? Thói quen của chúng ta. Thì khi mà sử dụng present simple để miêu tả một cái thói quen thì mình sẽ sử dụng chúng cùng với cả những cái frequency adverbs, tức là từ chỉ mức độ thường xuyên ạ. Ví dụ như là always, tức là luôn luôn, usually là đôi khi, sometimes là thỉnh thoảng, rarely là rất là hiếm, hoặc là never là không bao giờ, đúng không ạ? Thì cấu trúc chúng ta sẽ có ví dụ chủ ngữ cộng với cả những cái từ chỉ mức độ này, và cuối cùng là động từ dạng chia hoặc là không chia tùy theo danh từ. Ví dụ cho cách sử dụng này thì có I always get up at 7 a.m. tức là một cái thói quen, tôi luôn luôn ngủ dậy vào lúc 7 giờ sáng. Hoặc her mother usually takes her to school, cũng là một thói quen nữa, là mẹ của cô ấy thì thường đưa cô ấy đến trường. Hoặc là their dog never eats rice, là chó của họ không bao giờ ăn cơm, đúng không ạ? Rồi, cách sử dụng thứ hai đấy là sử dụng cho các cái điều mà luôn luôn đúng, things that are always true, giống như là the sun rises in the east, hoặc là boats float on water, hoặc là deers don't eat meat. Câu đầu tiên có nghĩa là mặt trời luôn luôn mọc ở đằng đông, đúng không ạ? Hoặc là câu thứ hai là thuyền thì luôn luôn nổi trên mặt nước. Và cuối cùng là những cái con hươu thì không bao giờ ăn thịt. Đó. Cách sử dụng thứ ba chúng ta có general facts, tức là những cái sự thật về bản thân hoặc là về người khác chẳng hạn. Giống như là I like milk, tôi thích sữa. He hates vegetables, anh ta không thích ăn rau. Là my grandparents live near my house, là ông bà của tôi thì sống ở gần nhà tôi. Đó là những cái sự thật thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Ok, cách sử dụng thứ tư đấy là schedule. Schedule là cái lịch hoặc là những cái điều mà đã được chuẩn bị sẵn, đã được lên kế hoạch sẵn thì chúng ta gọi là schedule. Ví dụ thứ nhất thì có the train leaves at 11 p.m. và theo cái lịch được đặt ra sẵn là đoàn tàu sẽ rời bến vào lúc 11 giờ tối. Hoặc I have a math lesson in the morning, là theo như thời khóa biểu thì tôi có tiết học toán vào buổi sáng. Và cuối cùng là the movie starts in 10 minutes, tức là cái bộ phim sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút nữa. Đây là một điều đã được hẹn sẵn rồi thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Tiếp theo là cái cách sử dụng của thì hiện tại đơn với động từ to be, là present simple with to be, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta có là sử dụng với cả các cái adjectives, tức là các cái tính từ để miêu tả điều gì đó. Ví dụ đầu tiên thì có the test is easy, tức là bài kiểm tra rất là dễ. Hoặc là are the dishes delicious, thêm một câu hỏi đúng không ạ? Are the dishes delicious, tức là những cái món ăn có ngon không? Delicious là một danh động, là một tính từ, đúng không ạ? Còn cuối cùng là I'm not sleepy, là tôi không hề buồn ngủ. Ok, cách sử dụng tiếp theo là khi mà mình muốn giới thiệu tuổi, đó là Kiên is 10 years old, Kiên đã 10 tuổi rồi. My cousins are 15, là khi mà mình hỏi tuổi là How old is your mother? Đó.
Cách sử dụng thứ ba đối với to be là nationality, tức là cái quốc tịch của mình. Ví dụ they are Turkish, họ là người Thổ Nhĩ Kỳ. I'm Vietnamese là tôi là người Việt Nam. Hoặc she is French là cô ấy đến từ Pháp. Cái cách sử dụng tiếp theo là jobs, tức là để nói về nghề nghiệp của một người. Đó là my father is a doctor, bố tôi là một bác sĩ chẳng hạn. Là his parents are teachers, là bố mẹ của anh ấy là giáo viên. Hoặc câu hỏi là is your sister a cook, là chị gái của bạn có phải là một đầu bếp hay không. Cái cách sử dụng thứ năm động từ to be đấy là sử dụng với this hoặc that. Thì this hoặc that có nghĩa là chỉ cái này cái kia, sau đó cộng với to be và cộng với cả danh từ ở dạng số ít để miêu tả. Ví dụ của chúng ta thì có this is Chang's pen, hoặc là that is Hiền's bag, hoặc là this is my house. This is Chang's pen nghĩa là đây là cái bút của Chang. Còn that là chỉ một đồ vật ở xa hơn, là đó, that is Hiền's bag thì tức là đó là cái túi của Hiền. Hoặc là this is my house, đây là căn nhà của tôi. Và cái cách sử dụng cuối cùng của present simple với động từ to be đấy là these và those. These và those thì cũng giống như this và that, nhưng mà hai từ này được sử dụng cho danh từ số nhiều. Ví dụ these are our bikes, tức là đây là những chiếc xe đạp của chúng tôi. Hoặc là those are their shoes, những cái đó là giày của họ. Hoặc là these are Hằng's books, tức là đây là những quyển sách của Hằng. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn hết tất cả những trường hợp và những cái cách sử dụng của thì đã đơn rồi. Mình mong là sau bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu hơn về thì đã đơn này, và các bạn sẽ có thể sử dụng được nó một cách thật là tự tin. Ok, các bạn về nhà nhớ làm bài tập nhé.